Đây là gần hồ bơi các bạn. Đây, phía phía sau hồ bơi, ui cá này nhiều thật, quá trời cá luôn này, quá trời cá luôn. Đây phía sau hồ bơi, phía sau hồ bơi Ocean 50. Quá trời cá luôn. Nhiều cá lắm. Cái ao này nó bự hơn mấy cái ao kia nữa các bạn. Nó bự hơn mấy lần nữa. Đây, cá nghe tiếng động một phát là cá tới này. Quá trời luôn cá. Chắc phải ngồi chơi với cá đi các bạn ơi, ngồi chơi cá thư giãn đi. Rồi. Chỗ này nó có một cái hàng đá chắn các bạn. Cá nó khó vô này, nó có một cái hàng đá này chắn này. Nên cá nó tiến lại cũng khó đấy. Nhiều lắm, cá nhiều lắm. Thôi chắc kiếm chỗ nào đó lý tưởng đi. Cá nó đi theo người nha. Gió bay. Cá này. Đây là cái ao cá khổng lồ luôn nha các bạn. Ao cá khổng lồ luôn. Bên hông ao cá này cũng có mấy cây dừa này. Một bãi cỏ kim. Rất là đẹp. Đây là cảnh xung quanh hồ bơi của Ocean 50 nha các bạn. Đây là cảnh xung quanh này. Tôi sẽ review cho các bạn xem nha. Hồ bơi rất là đẹp các bạn. Nước rất là trong. Rất là đẹp luôn. Hồ bơi đẹp lắm các bạn ơi. Hôm nay thì thứ sáu các bạn. Hôm nay thứ sáu rồi. Đó, em kia là hot girl kìa. Hot girl đang đi. Nhìn chân rất là dài. Đây là chỗ con nít tắm nha bạn. Con nít tắm luôn. Bãi Ocean 50 nó. Đây là nhà hàng nha. Nó ăn uống à, có hai tầng luôn, tầng dưới tầng trên. Vô đây ăn chắc cũng khắm tiền nhưng mà khắm tiền luôn. Thank you.
nay ít người tắm các bạn, ít người tắm, không có ai. Rất là trong, biết làm gì trong dữ, quá trời trong luôn. Chắc do màu gạch. Bên kia là khuôn viên nha các bạn, khuôn viên với con nít chơi, khuôn viên. Nói chung vô đây thì nó đầy đủ ấy các bạn ơi, không thiếu cái thứ gì cả, chỉ mỗi tiền không có thôi. Cái gì có hết. Không thiếu thứ gì. Bài cỏ. Cái bên kia lúc nãy là cái ao cá mà tôi quay nha các bạn. Kia là cũng xin chào các bạn nha. Thì hôm nay thì trong cái Osonomi này thì có một cái hồ khoảng 100 m² á, mà cá rất chi là nhiều. Bạn thấy cá quá trời nhiều luôn. Đây là xung quanh hồ này, Osonomi này. Nó diện tích của nó ngang với 12 m, dài chắc cũng phải được 15 m. Nói chung khoảng cỡ 100 m². Bữa nay đi thì cũng không biết làm gì, nhưng mà thôi ngồi chơi với cá thôi. Buồn buồn ném mấy cái lá chơi để cho nó có nó tới cũng được. Nhưng mà có đồ ăn thì được. Bữa nay đi cũng không biết nữa. Ai ngờ đâu là trong này lại có mấy cái hồ cá thế này được. Rồi ném với các bạn nha. Như này. Đó. Cá trời, bao la bạt ngàn cá luôn. À, đỏ luôn mà. Nhìn quá trời. Xa lắm các bạn. Xa kia con cá nhiều lắm, nó cũng không có tới. À, trên kia thì có cái chòi các bạn. Trời đó mà nhậu thì cũng VIP á. VIP chứ không phải đùa đâu. VIP á, trời quá tuyệt vời luôn. Cái xung quanh này là nhà các bạn. Nhà này nó kiểu homestay hay là cái nhà gì đó, tôi không biết tên gọi, nhưng mà nhà này đều có người mua hết rồi đó. Toàn đại gia mua về đây cho người ta để đó, người ta du lịch, khi nào người ta xuống người ta nghỉ. Rồi. Bóng bóng băng băng. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bóng bóng băng băng, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chưa ăn cơm, hổm cháo hoan cháo thiếu nhà người. Nhiều lắm các bạn, nhiều quá nhiều luôn. Nhiều lắm. Đúng, chỉ có một loại ăn cá vàng này, chép sao quá đẹp. Thôi đổi cái view các bạn. À, tôi ngồi bên này rồi, giờ đi qua ngồi bên này nữa, đổi cái view. Cái view nhìn cho nó tươi khi nhìn này. Ôi cá này, nó đi theo vòng tròn luôn á, trời ơi. Nó kiểu đi nó đi theo tôi các bạn ơi. Mình đi đâu đi theo đó luôn á. Con quá trời. Thử ra. Bộ đen rồi bạn ơi, quá nhiều luôn.
chọc nó bu hết đây luôn mà. Cá. Chắc cá này nó cũng đói, không có gì ăn. Phải. À, như người đi đâu là nó đi theo đó bạn. Lúc nãy là tôi ngồi cái góc kia nha bạn, nó ngồi góc kia kìa. Giờ di chuyển ngồi góc này. Ôi rồi cá. Đi tiếp nha bạn. Đi tiếp kiếm cái view rồi. View ngồi tiếp. Đây là toàn cảnh cá này bạn. Đó, hình như là tôi đi đâu là nó đi theo đấy sao á. Toàn cảnh cá luôn. Đó. Cá đi theo người, kiếm ăn. Rồi, các bạn xem bên này không có cá nha, nhưng mà nó đi theo tôi nha. Này, có đây. Đó, nó đi theo các bạn ơi. Nó đi theo. Cá nó đi theo. Đó. Cá đi theo người. Rồi, xin chân thành các bạn nha. Chào các bạn. Một cái nhà hàng, nhà hát hay nhà gì các bạn? Bên club. Rồi, xin chào các bạn, xin chân thành cảm ơn.